Ayo, what's up mọi người, và chúc mọi người có một cái Giáng sinh Noel vui vẻ. Hiện tại đang là 1 giờ 12 của cái ngày 25 tháng 12. Chỉ còn khoảng 6 ngày nữa thôi là đã đến Tết rồi. Cái video cách đây mình không nhớ không nhầm, để xem nào. Để xem mình xem là cái video đấy là video nào. Nếu như mình nhớ không nhầm là từ cái video mà mình unboxing cái đôi Jordan 4 Off-White đến bây giờ là rơi vào khoảng tầm 4 tháng. Thì như các bạn đọc tiêu đề rồi, là ngày hôm nay mình sẽ unboxing cho các bạn 3 đôi Jordan mà mình tự mua, mình tự thưởng cho mình trong cái dịp Noel. Thực ra là mình thích thì mình mua thôi. Chắc là các bạn có đang thắc mắc là không biết là đằng sau ở đây mình có những cái packing gì mà nhiều như vậy. Thì đây đều là những cái sản phẩm của Manot Claw đã được bán ở trong cái season 4 Winter vừa rồi. Các bạn có thể bấm vào phần mô tả bên phía dưới để biết thêm về Manot Claw. Hiện tại thì đang có một sản phẩm đó chính là hoodie oversize như này. Và một chiếc quần cargo pant mà mọi người đã quan tâm rất là nhiều từ những cái video trước, video mà mình chỉ cho mọi người cách phối đôi của cả Jordan á. Và chắc là sẽ không nói linh tinh đâu, mình sẽ unboxing luôn 3 đôi Jordan ở đây. Thì ở đây mình có 3 đôi Jordan. Đôi đầu tiên là đôi low, đôi 2 và đôi 2 nữa. Đôi này chắc là sẽ rất là đặc biệt. Một lát nữa thì mình sẽ unboxing cái đôi này cuối cùng. Bây giờ thì mình sẽ để sang bên đằng sau đi. Ok. Và đầu tiên đây sẽ là một đôi Jordan Mid. Có cái hộp box màu đen, box giấy bình thường màu đen và một cái logo khắc họa tiết nó kiểu như là gold mà metallic, kiểu nó bóng lên ấy. Thì đây là một cái box bình thường của đôi Jordan 9 thôi. Ở đây có ghi size, ở đây là size 10. Màu phối màu ở đây có ghi là đây là một cái phối màu mà mình cũng khá là thích ở cái hiện tại. Để mình sẽ mở cho các bạn xem. Thực ra là mấy cái đôi Jordan này thì mình cũng đã đi hết cả 3 đôi rồi. Nhưng mà mỗi đôi mình chỉ đi một chút thôi, mình không đi nhiều bởi vì là mình không có thời gian để đi những đôi này. Bây giờ thì mình sẽ mở ra, bên trong sẽ là một cái giấy gói bình thường. Đây chính là thành phần chính của chúng ta. Đôi Jordan 1 Low. Yeah, và một cái tag mua tại Nhật. Thì cái tag này mình đi nên là mình đã xé nó ra, mình sẽ để lại nó vào đây. Và trước mặt mọi người đây là một cái đôi Jordan Low, có cái phối màu là Royal Toe. Một cái phối màu bao gồm ở đây là màu trắng, màu xanh, màu của Royal Blue ấy. Màu Royal Blue là một cái màu mà nó không phải là màu xanh kiểu baby blue đâu nhá, mà nó một cái màu Royal Blue nó, mình không biết phải miêu tả như nào cho các bạn, nhưng mà nó là một cái màu nó khá là sáng, nó kiểu rất là giống với cả cái áo của mình. Mình mua cái đôi này chỉ vì là nó giống với cả cái chiếc áo oversize của Manot này. Thì về những cái bản lâu như này thì chúng ta sẽ không được tặng kèm dây giày đâu. Và đây là một cái chất liệu da cơ bản Jordan, cho nên là các bạn đi thì sẽ không thể nào mà hạn chế được cái việc gọi là bị nhăn mũi. Mình mới đi có khoảng 2-3 lần gì đấy thôi mà nó đã bị nhăn mũi như này rồi. Mình có một cái thắc mắc là mình không biết là các bạn có giống mình không, nhưng mà mình đi những cái đôi giày Jordan lâu như này này, mình bị đau rất nhiều ở cái phần chân. Mình bị đau chân rất là nhiều khi mình bị đau cái phần này của chân này. Đó, mình đau rất là nhiều, mình kiểu bị buốt lên luôn á. Cho nên là mình không biết là tại sao mình đi đôi Jordan lâu này lại bị, mà mình đi đôi 2 thì không hề bị cái hiện tượng đó. Ở đây chúng ta sẽ được một cái trang bị dây giày màu đen. Dây giày màu đen là do cái phần logo đằng sau Air Jordan cũng màu đen luôn. Ở đây có thể gọi là một cái sự đồng nhất. Nếu như mà chỉ có mỗi màu trắng và màu xanh không ấy, thì mình nghĩ đôi giày này nó không đẹp. Thực sự là như vậy. Còn khi mà họ thêm một cái chi tiết hài hòa nữa ở đây là màu đen cùng với cả một cái dây giày màu đen nữa, thì chắc chắn đây gọi là một cái phối màu khá là chất lượng. Và mình cũng đã on fit cái đôi giày này ở trên Instagram của mình rồi. Thực ra là ngày hôm nay thì mình chỉ unboxing giới thiệu lại cho mọi người thôi. Thì đây cũng là một cái đôi giày mà trong thời gian sắp tới mình sẽ đi khá là nhiều, bởi vì là mình rất là thích cái màu Royal Blue này. Ở cái phần lưỡi gà này của nó này, có một cái logo răm men được thêu bằng chỉ màu khá là đồng màu với cả cái phần da này luôn. Bây giờ thì mình sẽ unboxing thêm một đôi nữa. Là cái video này mình không phải là review chi tiết về từng đôi. Nếu như mà review chi tiết từng đôi thì thực sự là có khi cái video này nó phải rơi vào khoảng tầm 40-50 phút mất. Và tiếp theo sẽ là một đôi Jordan nữa, nhưng mà ở lần này sẽ là một đôi Jordan 2. Đây là một cái đôi Jordan 2 có một cái phối màu mà chắc chắn là các bạn cũng sẽ phải ngạc nhiên và buồn cười vì là mình lại mua hai đôi giống nhau. Ok, về bóc của nó thì cũng đơn giản như vậy thôi. Giấy gói bên trong chúng ta sẽ được tặng một cái shoelace, hay nói cách khác là dây giày ở màu Royal Blue luôn. Mình sẽ để ở đây. Bên trong này chúng ta sẽ có bao gồm ở đây là một đôi giày và giấy gói, không có gì đặc biệt cả.
Về cái mua về cái size này mình mua là size 10,5, nó sẽ tương đương với cả 44,5. Thực ra thì để mà nói thì mình chân mình có thể fit được từ 43,5 cho tới 44,5, cho nên là mình không ngần ngại khi mà mua đôi này. Và đầu tiên thì để mà nói thì cái đôi này thực sự là mình rất là ấn tượng và rất là mê. Tên của đôi này là Game Royal. Chúng ta sẽ được ba cái phối màu y hệt như cái đôi kia luôn, là màu xanh, màu đen và màu trắng. Đây có thể là gọi là một cái phối màu nó đảo ngược lại của đôi Jordan Low, các bạn có thể thấy ở đây không? Là nó đảo ngược lại. Nó đảo ngược lại với nhau, bên này thì màu đen rất là ít, còn ở cái đôi Grand Royal này thì cái màu đen rất là nhiều. Ở cái đôi giày này thì chất liệu da của nó thì cũng vẫn như vậy thôi, nó không có gì đặc sắc cả. Và ở đặc sắc của Jordan ấy thì mình thấy là có đôi kiểu như là đôi Off Season thì nó khác hoàn toàn, là chất da nó khá là ngon. Nhưng mà cái đôi giày này mình đi vào thì nó cũng khá là mềm. Cái phối màu của đôi giày này thì chúng ta sẽ được bao gồm là 3 màu. Màu xanh ở trên phần upper, màu đen ở phần lưỡi gà. Ở đây thì sẽ có một cái logo của Nike Air. Mình không hiểu tại sao bên trong này thì nó không ghi những chi tiết như những cái đôi Jordan khác mà mình mua, thì nó có ghi chi tiết thêm cái thông tin về Nike Air ở đây, còn ở đây thì nó không ghi. Và chúng ta sẽ được có một cái dấu swoosh màu đen ở đây. Cái dây giày này nó cho thêm là dây giày màu xanh, nhưng mà mình chắc có lẽ là mình sẽ thay cái dây giày này bằng một cái dây giày màu trắng. Mình sẽ mua thêm một cái dây giày màu trắng nữa để mình thay vào, bởi vì là mình thấy là khi mà mình thay màu trắng vào ấy thì nó sẽ nổi. Cái màu đen này thì nó sẽ hơi bị chìm xuống với cả cái đôi giày này, cho nên là nó không được nổi. Mình sẽ thay dây giày màu trắng vào đây. Airwing màu trắng ở đây, và phần đít của nó thì cũng như vậy, không có gì đặc sắc cả. Phần đế của nó thì là một cái phần đế màu Royal Blue luôn, màu giống hệt với cả cái phần upper này. Và lúc đầu thì mình cũng định mua cái đôi nó cũng trong dòng Royal này, nó sẽ cái phần này của nó này, nó sẽ là màu xanh luôn. Mình sẽ không nhớ tên thì mình sẽ để ảnh ở đây cho mọi người có thể hình dung ra cái đôi giày đấy. Nhưng mà thực ra thì cái đôi giày đấy mình thấy là nó bị nhiều chi tiết màu xanh quá, nó lại khá là giống với cả cái đôi lâu này, nên là mình quyết định không cóp. Mình đã cóp sang cái đôi giày này vì cái đôi giày này nhìn nó cũng vừa đủ để tạo điểm nhấn nhẹ nhàng màu xanh, và cũng khá là dễ phối đồ, và mình có thể mix and match với nhiều loại outfit khác nhau. Và các bạn nhớ là đừng quên follow Instagram của mình để xem mình on fit những cái đôi Jordan này như nào. Tất cả những cái đôi Jordan ấy, mình on fit, mình lên chân ấy thì mình thấy là nó bình thường thôi, nó chả khác cái gì ngoài khác màu. Thế mà Jordan lại có một cái giá rất là cao. Đối với những đôi Jordan kiểu như là Union hay Off-White thì mình không nhắc tới, bởi vì là họ có những cái chi tiết nó khá là dị, nên là những đôi đấy đáng tiền. Có những cái đôi nó bình thường như này nhá, ví dụ như một đôi như này mà thay thì một cái màu khác và một cái màu đỏ Chicago của Nike á, thì một cái giá chắc là không có giá nhẹ nhàng như này đâu, mà một cái giá rất là cao. Và cuối cùng là một cái đôi Jordan nữa, một đôi Jordan 2 nữa. Các bạn không biết đây là một đôi Jordan gì không? Tại sao bóc lại màu mocha, màu cà phê, màu caramel như này không? Thì đây chính là một đôi Jordan 1 X với cả Travis Scott bản 2. Trước khi mình mua cái đôi Travis Scott này, mình đã phải đắn đo rất là nhiều. Mình không biết là có nên mua không, mình không biết là nên mua đôi này hay là mua đôi Dark Mocha. Bởi vì là cái đôi Dark Mocha thì họ làm cũng gần giống và cũng na ná nhau, thì cũng được release gần đây thôi, mới khoảng hình như không nhầm là khoảng 1 tháng trước. Lúc đầu thì mình cũng mê cái đôi Jordan 1 Union quá, nhưng mà đôi giá tận trên trời, một cái giá rất là mắc, một cái giá rất là đắt luôn á. Mình không thể nào với tới được, nhưng mà trong tương lai sẽ cố gắng. Nó thì nó chỉ khác đúng màu ấy thôi, màu này là một cái màu nâu, màu caramel, một cái màu biểu tượng đặc trưng của Travis Scott thì phải. Bây giờ thì mình sẽ mở nó ra cho các bạn xem về cái đôi giày này. Nó sẽ khác hoàn toàn so với những đôi Jordan trước. Ta-da! Một cái box đơn giản. Bên trong cái giày gói của nó sẽ là một cái giày gói màu hồng. Không biết là ông Travis Scott này có bị BD không nữa mà thích màu hồng. À không, thực ra màu hồng thì là một cái màu hồng nam tính thôi. Một cái giày gói logo của Travis Scott, Nike Air và cái logo Carter Jack đặc trưng của Travis Scott thôi. Và đây là bên trong của đôi Travis Scott. Thì chúng ta sẽ được tặng kèm bao gồm là 4 cọng dây giày, bao gồm là màu đỏ, màu hồng, màu nâu và màu trắng. Đây có thể là một lần đầu tiên mình mua một đôi giày mà được tặng kèm nhiều cái shoelace, nhiều cái dây giày đi kèm. Các bạn có thể tùy biến tùy thích, thích phối dây kiểu gì thì các bạn có thể phối vào đó. Ok, và thành phần chính của chúng ta đó chính là đôi
Jordan 1, Travis Scott. Ok. Và trước mặt các bạn đây đó là đôi Jordan 1 Travis Scott. Một cái phối màu màu của Travis Scott là màu Dark Mocha, là một cái màu nó kiểu màu nâu 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 ấy. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái dấu Scoot ngược. Và đối với những cái đôi Jordan khác ấy, thì cái dấu Scoot này của nó sẽ là một cái dấu Scoot tiêu chuẩn. Thường là collab để tạo những cái bản hit ấy. Thì trên mỗi đôi giày sẽ thường là có những cái chi tiết, những cái detail nó khác hoàn toàn so với những đôi giày khác. Đặc trưng của đôi Travis Scott này là cái phần này của nó, nó một dấu Scoot ngược và nó to hơn rất nhiều so với cả cái đôi Royal Toe. Các bạn chỉ cần nhìn vào phát thôi ấy là các bạn đã biết đây là đôi Travis Scott rồi. Và ngược ở bên ngoài nhưng mà lại thuận ở bên trong, có nghĩa là bên trong nó sẽ là một cái dấu Scoot như bao cái đôi giày khác thôi. Sau chúng ta sẽ có một cái logo khắc laser của Cut Jack. Đây là một cái biểu tượng đặc trưng của Travis Scott. Trên cái lưỡi gà này chúng ta sẽ được gắn một cái dòng chữ là Cut Jack. Đây là một cái, nếu như mình không nhầm thì có thể đây là một cái signature của Jordan. Ở cái má bên trong của đôi giày ấy thì nó sẽ có một cái họa tiết là Cut Jack nhưng mà in kiểu nó màu kiểu màu bút xóa ấy. Nó hơi mờ mờ, nó hơi thằng trắng, hơi kiểu gì đó mà các bạn phải nhìn rõ thì các bạn mới thấy được. Có nghĩa là không, mình nghĩ là ở trên camera này các bạn không thể thấy được đâu. Đế của nó cũng là một cái phần đế màu mocha, màu caramel luôn. Thì ở cái phần midsole này của nó thì họ đã làm nó ố đi rồi. So với cả cái đôi Royal Toe này thì nó đã ố sẵn rồi. Đây là một cái đặc trưng của Off-White. Những cái đôi hit của Off-White thường là cái đế sẽ bị ố. Bởi vì là các bạn dùng có lâu dài như chăng nữa thì cái phần midsole của nó sẽ bị ố thôi. Phối màu này thì mình nghĩ là mình sẽ để dây giày màu đen. Nó có vẻ đẹp và nó nổi nhất. Nó sẽ đồng màu với cả cái dấu Scoot ngược này. Và đặc điểm của đôi Travis Scott này là các bạn có thể giấu được đồ ở trong chính đôi giày này. Nếu như các bạn không biết đấy thì ở trên cái phần cổ của nó sẽ được trang bị một cái lớp như thế này. Ok, các bạn có thể giấu đồ vào trong này. Mình sẽ có thể sẽ để tiền hoặc sẽ để một cái gì đấy mà mình nghĩ là mình sẽ để cỏ cây khô vào đây. Thì các bạn nhà thì các bạn tự hiểu. Sorry mọi người là máy của mình vừa bị hết pin cho nên là mình đã phải sạc lại nó. Và có lẽ là video này sẽ kết thúc ở tại đây thôi. Và nếu thấy hay thì các bạn nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share, cũng như là một subscribe bên phía dưới. Và nhớ là đừng quên follow Instagram mình, cũng như là ủng hộ Monot Law. Đây sẽ là cho các bạn chiếc quần cargo pen mà các bạn mong chờ. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở cái video sau. Peace.